Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua Tình hình chiến sự ngày 13 tháng 4, tất cả sự chú ý xoay quanh cuộc tổng phản công của Ukraine cũng như các động thái của Nga trước điều được gọi là nắm đấm bọc thép này. Theo một đánh giá mới, các lực lượng Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ dày đặc ở miền Nam Ukraine, đặc biệt là ở Melitopol. Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Ukraine cho biết hàng nghìn người Nga đang chạy trốn khỏi Crimea và từ bỏ tài sản của họ trong bối cảnh lo ngại một cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân của Ukraine có thể nhắm vào bán đảo ở Biển Đen. Để phản công thành công, lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ cần sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh. Vì vậy, Hàn Quốc cho Mỹ mượn nửa triệu quả đạn pháo để cung cấp cho Ukraine bước vào trận chiến với tư cách là bên lép vế hơn hẳn về sức mạnh quân sự. Quân đội Ukraine đã dùng lối đánh linh hoạt để gây cho quân xâm lược nhiều thiệt hại. Một trong số đó được cho là đã bắt giữ một số xe tăng Nga và sử dụng lại chúng trên chiến trường, khiến quân Nga phải đối đầu với chính những vũ khí của mình. Nếu nói về vũ khí thì không thể bỏ qua máy bay chiến đấu. Cựu phi công Mỹ với dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cho biết, lối thời về radar Su-35 sẽ thất bại trước F-16. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Moliphan rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thương của The Saigon Post. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức mỗi ngày. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết tình hình chiến sự nga-Ukraine 24 giờ qua. Tình hình chiến sự ngày 13 tháng 4, tất cả sự chú ý đều xoay quanh các đồn đoán về cuộc tổng phản công của Ukraine, cũng như các động thái của nước Nga trước điều được coi là nấm đấm bột thép này. Theo một đánh giá mới, các lực lượng Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ dày đặc ở miền nam Ukraine, đặc biệt là ở Melitopol. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Tư rằng quân đội của Moscow ở khu vực Zaporizhia, miền nam Ukraine, đã xây dựng 3 lớp phòng thủ trên khoảng 120 km, tương đương 75 dặm của khu vực này tiền tuyến đánh dấu các vị trí chiến đấu phía trước. Tiếp theo là hai khu vực phòng thủ công phu hơn, mỗi khu vực cách nhau khoảng 6 đến 12 dặm. Bộ này cho biết trong bản cập nhật hàng ngày, các lực lượng Nga đã tiến hành các hoạt động phòng thủ ở miền nam Ukraine, xây dựng các chiến hào và công sự răng rồng. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết hôm thứ Ba, nhưng hiệu quả của chúng phụ thuộc vào các khả năng khác của Nga, Bộ Quốc phòng Anh lập luận mặc dù chúng có thể tạo ra những trở ngại ghê gớm nhưng chúng sẽ cần được hỗ trợ bởi đủ quân nhân và pháo binh bộ này cho biết hiện vẫn chưa biết liệu nhóm lực lượng phía nam của nga có thể đáp ứng những thứ này hay không thứ trưởng lưu vong của melitobul ivan fedorov nói với frank 24 trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ hai rằng các lực lượng chiếm đóng của nga đang bắt đầu hoảng loạn trong thành phố đồng thời nói thêm rằng họ đang tăng áp lực lên cư dân của chúng tôi vẫn chưa rõ liệu thành phố này, nơi trước đây được coi là cửa ngõ và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát ở phía nam lục địa Ukraine, có trở thành mục tiêu của một cuộc phản công dự kiến từ lực lượng của Kiev hay không. Các chi tiết về cuộc phản công sắp tới chưa được các nhà lãnh đạo Ukraine công khai, nhưng các tài liệu ngũ giác đài bị rò rỉ được chia sẻ trực tuyến vào cuối tuần trước dường như chỉ ra rằng phản công bắt đầu vào tháng 4. Thủ tướng Ukraine Denis Myhon hiện đang ở Washington DC nói với đời Hill rằng Kyiv không cảm thấy áp lực từ bạn bè và đối tác khi bắt đầu cuộc tấn công. Ông nói, tất cả bạn bè và đối tác của chúng tôi đều hiểu rõ rằng để phản công, người ta phải chuẩn bị 100%, thậm chí nhiều hơn nữa. Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Ukraine cho biết hàng nghìn người nga đang chạy trốn khỏi Crimea và từ bỏ tài sản của họ trong bối cảnh lo ngại một cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân của Ukraine có thể nhằm vào bán đảo ở Biển Đen. Tamila Taseva đại diện hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Crimea cho biết trên truyền hình quốc gia rằng người Nga đang trở nên lo lắng về triển vọng nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại khu vực đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Mức độ đe dọa màu vàng đã được áp dụng tại các khu vực của Crimea kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2022, vài tuần sau khi cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào Ukraine bắt đầu các lực lượng Nga đã củng cố bán đảo trong bối cảnh lo ngại về sự tiến công của Ukraine. Vào tháng 2, một quan chức Ukraine nói rằng đất nước của ông đang chuẩn bị lữ đoàn tấn công để lấy lại các lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả Crimea. Nhiều người lo ngại rằng một động thái như vậy sẽ là một lần ranh đỏ đối với Nga, có thể khiến Putin sử dụng năng lực hạt nhân của nước mình để bảo vệ lãnh thổ. Mọi người đang từ bỏ tài sản của họ để rời khỏi bán đảo, Tasheva cho biết. Người trước đó đã lưu ý rằng khoảng 500.000 đến 800.000 người Nga hiện đang sống bất hợp pháp ở Crimea và có thể bị trục xuất cưỡng bức theo quy định của luật pháp Ukraine và luật pháp quốc tế nếu Ukraine chiếm lại bán đảo. Tatsheva cho biết không có nhu cầu mua bất động sản ở Crimea, mà tất cả chúng chỉ để bán. Bà nói thêm rằng hàng ngàn người Nga đang rời đi. Vào tháng 11, Emil Ibrahimov, người đứng đầu dự án Crimean và nền tảng giáo dục QHub nói với đài NV rằng người Nga đã chạy trốn khỏi Crimea đến vùng Krasnodar lân cận của Nga vì họ sợ Ukraine cuối cùng sẽ giải phóng bán đảo Biển Đen. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ lấy lại Crimea, nói trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 29 tháng 8 rằng quân đội Ukraine đã giữ mục tiêu chiếm lại Crimea kể từ khi nó được sắp nhập. Ông nói, Cuộc chiến này bắt đầu với việc Nga chiếm đóng Crimea của chúng tôi với nỗ lực chiếm Donbass phải kết thúc chính xác ở đó, ở Crimea phải được giải phóng. Tương trước, Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã công bố cái mà ông gọi là 12 bước để giải phóng Crimea, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ cây cầu Kerch và buộc tất cả công dân Nga đã đến cư trú trên bán đảo sau tháng 2 năm 2014 rời đi. Sergei Aksyonov, chính trị gia người Nga đóng vai trò là người đứng đầu bán đảo Crimea đã sắp nhập vào Nga từ năm 2014, cho biết bán đảo này sẵn sàng cho một cuộc phản công từ Ukraine. Thưa quý vị, việc thiếu đạn dược đã nhiều lần được biết đến như là một trong những vấn đề chính của quân đội Ukraine. Nhưng thật may là họ có một lực lượng đông đảo đồng minh và những người sẵn sàng giúp sức. Được biết, Hàn Quốc sẽ giúp giải quyết vấn đề này của Kyiv. Theo đó, Nam Hàn sẽ đạt được thỏa thuận cho Mỹ vay 500.000 viên đạn pháo 155mm để có thể giúp Washington linh hoạt hơn trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine. Truyền thông Hàn Quốc ngày 12 tháng 4 đưa tin, quy mô nguồn cung tương ứng với một nửa trong số hơn một triệu quả đạn pháo mà Hoa Kỳ đã cung cấp hoặc hứa cung cấp cho Ukraine vào năm ngoái. Vào năm 2022, Hàn Quốc đã bán 100.000 quả đạn pháo cho Mỹ để bổ sung lượng dự trữ trong kho của Mỹ. Điều này cho phép Washington gửi đạn dược của mình tới Ukraine. Vào tháng 2, theo Yêu Ilbo, Mỹ đã yêu cầu Seoul cung cấp thêm con số 100.000, nhưng Seoul đã quyết định cung cấp số lượng gấp 5 lần nhưng lần này số đạn sẽ không được bán cho người Mỹ mà sẽ được cho mượn, tờ báo viết. Luật cấm Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho các vùng xung đột. Chính vì vậy, chính phủ nước vốn là nhà sản xuất vũ khí lớn cho đến nay vẫn chỉ cung cấp cho Ukraine áo chống đạn, thuốc men, chăn mền. Mặc dù vậy, động thái cho vay này vẫn được nhiều người tin là một thỏa thuận vỏ bọc để bổ sung hàng tồn kho của Mỹ. Một nguồn hiện được thông báo về thỏa thuận nói với Đông A Yêu Bồ. Sau khi tìm ra cách đáp ứng một cách thiện chí yêu cầu của Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, đồng thời tuân thủ nguyên tắc nhà nước là không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, thay vào đó chúng tôi đã quyết định cung cấp chúng cho Hoa Kỳ, theo một cơ sở cho thuê. Trong trường hợp này, quyền sở hữu đạn pháo vẫn thuộc về chính phủ Hàn Quốc. Vì vậy, họ không sợ Hoa Kỳ sẽ cung cấp chúng cho Ukraine mà không có sự đồng ý của họ Đông A. Yubovic, Hoa Kỳ sẽ không gửi 500.000 quả đạn pháo tới Ukraine ngay lập tức, nhưng có kế hoạch cung cấp số đạn mà họ có sau khi bổ sung kho dự trữ của họ bằng những quả đạn của Hàn Quốc quân đội Ukraine vẫn thua kém quân đội Nga về hỏa lực. Pháo binh Nga bắn thường xuyên hơn nhiều, mặc dù trong những tháng gần đây họ đã phải cắt giảm. Nếu vào cuối năm ngoái, Nga đã bắn khoảng 20.000 quả đạn và vào mùa hè lên tới 30.000 quả đạn mỗi ngày, thì năm nay họ chỉ bắn khoảng 10.000 quả đạn. Các nhà phân tích quân sự cho biết đây là một trong những lý do chính khiến quân đội Nga không thể thực hiện thành công một cuộc tấn công vào mùa đông và mùa xuân, điều quan trọng từ quan điểm tác chiến để phản công thành công lực lượng ukraine chắc chắn sẽ cần sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh vì vậy thỏa thuận của mỹ với hàn quốc là rất quan trọng để bảo đảm thành công cho chiến dịch này Bước vào trận chiến với tư cách là bên lép vế hơn hẳn về sức mạnh quân sự, các lực lượng quân đội Ukraine đã dùng lối đánh linh hoạt lấy ít địch nhiều để gây cho quân xâm lược nhiều thiệt hại. Một trong số những chiến lược đó được cho là đã bắt giữ một số xe tăng Nga và sử dụng lại chúng trên chiến trường, khiến quân Nga phải đối đầu với chính những vũ khí của mình. Kể từ đầu năm, phương Tây đã hứa hẹn gửi thêm xe tăng Leopard 2 và Abrams đến Ukraine, gồm các nước như Mỹ, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Tây Ban Nha được cho là sẽ gửi xe tăng trước ngày 9 tháng 4, tuy nhiên kế hoạch có vẻ như đã bị trì hoãn đến nửa cuối tháng 4. Trong khi đó, xe tăng M1 Abrams từ Mỹ dự kiến sẽ đến Ukraine vào mùa thu. Mới đây, các bức ảnh được Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Zaporizhia đăng trên Facebook cho thấy các chiến binh Ukraine điều khiển xe tăng Nga được thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Robley xác định là xe tăng T-62 của Moscow việc người Ukraine đang sử dụng T-62M bị bắt giữ cho thấy NATO cần gửi thêm bao nhiêu xe tăng mới. Lee viết trên Twitter. Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Kansan nói với Newsweek qua email rằng việc Ukraine sử dụng xe tăng Nga bị bắt phản ánh ba điều. Một là cả hai quân đội đều sử dụng cùng một thiết bị, cụ thể là T-72 và T-64. Kansan nói sẽ dễ dàng chuyển đổi một đơn vị từ T-72 của Ukraine sang T-72 của Nga. Thứ hai, người Ukraine đã chiếm được rất nhiều xe tăng của Nga, khoảng 549 chiếc, theo Oryx. Cuối cùng, người Ukraine cần thêm xe tăng để thay thế số xe tăng bị mất. Ukraine đã thiệt hại khoảng 460 chiếc xe tăng kể từ khi chiến sự bắt đầu, theo Oryx. Kansai nói thêm, bạn thấy nhiều quốc gia cũng thỉnh thoảng sử dụng thiết bị được thu giữ. Ví dụ, trong những năm 1960 và 1970, Israel có các đơn vị được trang bị xe tăng Liên Xô chiếm được từ người Ai Cập và Syria. Họ đã thay thế dần những chiếc xe tăng này bằng thiết bị của Mỹ. Jordan Cohen, nhà phân tích chính sách tại Viện Cato, nói với Newsweek qua email rằng xe tăng là vũ khí cực kỳ cần thiết trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, chúng không được sản xuất đủ nhanh và do đó việc đào tạo mất thêm vài tuần hoặc vài tháng. Nếu nói về vũ khí thì không thể bỏ qua máy bay chiến đấu, mặc dù Putin luôn tuyên bố rằng nền khoa học quốc phòng của Nga đi trước thế giới 20 năm. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga không có nhiều cơ hội để thắng F-16 của Mỹ. Đó là lời của một cựu phi công F-16 Mỹ khi anh phỏng vấn trước truyền thông các radar lỗi thời của Su-35 sẽ làm mất đi lợi thế cơ động trong không chiến của máy bay Nga. Dan Hampton, một trung tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, người đã lái F-16 và được biết đến với biệt danh Two Dogs, là cựu chiến binh bày tỏ ý kiến này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Fast, Hamilton tiết lộ một số chi tiết từ kinh nghiệm dày dặn của mình. Dan Hampton cho biết, phi công điều khiển máy bay chiến đấu phải thuần thuộc kỹ năng trong cả không chiến ở khoảng cách gần và ở khoảng cách xa. Trong trường hợp đầu tiên, thành công trong chiến đấu thường phụ thuộc vào kinh nghiệm của phi công và mức độ hiểu biết của anh ta về chiếc máy bay đang lái. Tuy nhiên, trong không chiến tầm xa, kinh nghiệm là không đủ mà điều quan trọng hơn là cả radar và cảm biến của máy bay. Hamilton khẳng định công nghệ radar của Su-35 đã lỗi thời, nó đã có tuổi đời 30 năm. Đây là một vấn đề đối với người Nga, chuyên gia nói. Trong khi F-16 có radar tiên tiến, điều này giúp phi công có lợi thế trong không chiến tầm xa. Ngoài ra, cựu phi công nhớ lại rằng radar của F-16 có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Một ưu điểm khác của F-16 là có khả năng tấn công một mục tiêu bằng nhiều loại hỏa tiễn khác nhau. Theo cựu phi công người Mỹ, khả năng cơ động của F-16 giúp máy bay Mỹ có lợi thế lớn hơn trong cận chiến. Bên cạnh đó, Hamilton cũng cho rằng các phi công Ukraine khéo léo và linh hoạt hơn phi công Nga. Ý kiến của cựu phi công Mỹ được giới truyền thông săn đón nhiều trong những tuần gần đây bởi Hamilton tuyên bố rằng ông sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine nếu được phép. Ngoài ra, Hamilton cũng có khá nhiều kinh nghiệm chỉ huy kèm theo nhiều giờ bay thực tế. F-16 là máy bay chiến đấu được Ukraine liên tục yêu cầu Mỹ viện trợ trong thời gian gần đây. Cũng chính vì điều này mà những phi công như Hamilton ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các tiêu đề của các phương tiện truyền thông khi bàn luận về F-16. Đồng thời, các phi công Ukraine cũng thường xuyên lập luận rằng các máy bay chiến đấu của họ từ thời Liên Xô không phải là đối thủ của các máy bay Nga hiện đại. Bên cạnh đó, chính phủ Nga cũng thường xuyên tuyên bố rằng Su-35 có thể xử lý bất kỳ máy bay phương Tây nào và chúng không thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu của Nga. Và đến đây bản tin của chúng tôi cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, share và đăng ký kênh. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.